cuộc chiến của Tổng thống Trump. Thời gian qua, tin tức dồn dập những vụ đánh Tổng thống Trump tập thể dường như đã có một nỗ lực ở tầm mức quốc gia lo phối hợp những tấn công để chống Trump. Cho tới nay, những tấn công riêng rẽ, cho dù nhiều đến ngộp thở, cũng vẫn là những hành động có tính độc lập riêng rẽ, thiếu một sự phối hợp nhịp nhàng, một tiếng nói tập thể dễ gây tiếng vang lớn hơn, hiệu quả hơn. Đó hình như là chiến lược phe đối lập mới khám phá ra và mang áp dụng kịp thời trước ngày bầu giữa mùa. Chỉ trong một tuần trước, ta đã thấy ba đòn mới được phối hợp rất quy mô theo chiến lược mới. 1. Hơn 300 tờ báo khắp nước đồng loạt viết tham luận đã kích Tổng thống Trump cùng một ngày. 2. Một tá cựu giám đốc các cơ quan an ninh như CIA, NSA, FBI đồng loạt ký một phản kháng thư mạnh mẽ đã kích việc Tổng thống Trump rút phép tham khảo tài liệu mật của ông Brennan, cựu giám đốc CIA, hiện là chuyên gia làm cho CNN. Và 3. Hơn 40 giáo sư đại học đồng loạt ký thư lên án chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump. Cả ba hành động tuy nghe rầm rộ, nhưng tác dụng thật ra chẳng bao nhiêu, ngoài việc được lên trang nhất rất nhiều báo và lên mục tin chính của nhiều đài TV. Hơn 300 tờ báo làm chuyện vô lý, một chiều, đòi hỏi Tổng thống Trump phải chấm dứt việc tấn công báo chí, nhưng lại tuyệt đối không đả động gì đến chuyện cả thế giới truyền thông đã, đang và sẽ tiếp tục tự cho mình quyền đánh Tổng thống Trump, chết bỏ nhân dân tự do ngôn luận. Chẳng một báo nào nêu ra câu hỏi, đây có phải là một lập luận một chiều thô bạo nhất không? Theo truyền thông đại chúng, hiến pháp hình như ghi chỉ có nhà báo là có quyền tự do ngôn luận tuyệt đối, trong khi mọi người khác, kể cả Tổng thống, chỉ được hưởng quyền tự do ngôn luận giới hạn, đến mức truyền thông đại chúng cho phép. Rồi đi đến đâu, hơn 300 tờ báo đã chính thức hậu thuẫn bà Hillary tranh cử Tổng thống, trong khi chỉ có chưa tới 30 tờ ủng hộ Tổng thống Trump. Nhưng rồi sao? Ông Trump vẫn đắc cử đấy. Dân Mỹ đọc báo nhưng lại không tin những gì bà báo viết. Một tá quan chức an ninh phản đối việc Tổng thống Trump đi ông Brennan, một cựu đồng nghiệp thấm vào đâu so với cái thời tranh cử khi 50 vị chuyên gia ngoại giao và cố vấn an ninh cho các tổng thống, Dân Chủ cũng như Cộng Hòa, đã công khai ủng hộ bà Hillary và tố cáo ông Trump là một đe dọa an ninh lớn cho nước Mỹ. Nhưng rồi sao? Cuối cùng thì ông Trump cũng đã vào tòa bạch ốc đó thôi. Hơn 40 giáo sư đại học đã ký tên một bài xã luận đả kích chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump. Nhưng rồi sao? Tri thức khoa bảng cấp tiến chống Trump có gì mới lạ? Họ muốn gì? Muốn Mỹ trở về chính sách xin lỗi cả thế giới? Hay chấp nhận lãnh đạo từ phía sau? Cả thế giới đứng dưới cái dù an ninh của Mỹ để chửi Mỹ ư? Tại sao lại có chuyện nhất trí đánh Trump như vậy, đánh không ngừng từ cấp tiến qua bảo thủ mà lại càng ngày càng hăng say? Trước hết, ta phải nhận định cho rõ ai đánh Trump. Thứ nhất là Đảng Dân Chủ, dĩ nhiên. Thứ hai là truyền thông đại chúng. Thứ ba là giới trí thức khoa bảng, giới trẻ học cao. Thứ tư là giới tài tử, nghệ sĩ. Tất cả đều có khuynh hướng thiên tả, không có gì lạ. Điều lạ là cả một khối bảo thủ Cộng Hòa cũng chống ông. Diễn đàn này đã bàn về những lý do truyền thông đại chúng cần đánh Trump để câu khách thần thị và trí thức vì tiền. Nhưng những lý do đó cũng không giải thích được việc chống đối từ các giới ngoài truyền thông. Chỉ có một lý do giải thích được việc chống đối tập thể của rất nhiều khối. Đó là việc Tổng thống Trump dường như đang từng bước một thực hiện một cách rất thành công ý đồ thực sự của ông khi ra tranh cử Tổng thống. Xóa bỏ gia tài thiên tả của Tổng thống Obama và thực hiện một cuộc cách mạng lột xác nước Mỹ. Chẳng những thay đổi cấu trúc chính trị Mỹ, mà còn lật đổ luôn toàn bộ hệ thống cầm quyền hiện hữu mà Mỹ gọi là Political Establishment, cuộc cách mạng mà ông Trump gọi là tháo nước đầm lầy. Hầu hết các chính sách khi đưa ra tranh cử luôn hô hào và hứa hẹn những thay đổi vĩ đại, đẹp đẽ và huy hoàng nhất. Nhưng ít ai nói rõ thay đổi cái gì, và quan trọng hơn nữa,
rất ít khi họ thực hiện được một thay đổi lớn lao nào. Gần đây, nhất là Tổng thống Obama với những lời hứa, thay đổi đã hớp hồn cả triệu dân Mỹ, vì có thể hạ được cả thủy triều. Nhưng rồi, nhìn vào bảng kết số cuối, hai nhiệm kỳ của Obama, ta thấy những thay đổi gì? Thay đổi lớn nhất là Obamacare, bây giờ chỉ còn lại một nửa được tồn tại. Mai này, nếu không sửa đổi thêm, sẽ không còn nửa nào nữa và tự động bị phá sản. Ngoài ra thì ta thấy thay đổi gì khác? Công nợ tăng bằng công nợ của tất cả 43 đời tổng thống tiền nhiệm cộng lại. Kinh tế trở thành công cụ tái phân phối lợi tức và tài sản. Thất nghiệp nằm ở nhà để nhà nước nuôi được coi như là một cái quyền mới. Do đó, tỷ lệ thất nghiệp cao không có gì đáng quan tâm. Thế giới tiến về hướng hoàn toàn đối trí về giới tính, đàn ông, đàn bà, truyền giới, đồng tính, cầu tiêu chung, toàn là những chuyện quái chiêu đảo lộn giá trị đạo đức, văn hóa và tôn giáo của nhân loại. Nôm na là, Tổng thống Obama có thay đổi thật, nhưng hầu hết là thay đổi qua chiều hướng xã hội chủ nghĩa. Tổng thống Trump cũng thay đổi nước Mỹ, nhưng cái thay đổi của Tổng thống Trump hoàn toàn ngược lại. Obamacare chỉ còn một giò, kinh tế đang phất lên như diều gặp bão, nhờ chính sách thuế mới, cũng nhờ thu hồi cả ngàn thủ tục luật lệ kinh doanh quá rườm rà. Thế giới không vui, nhưng vẫn phải tuần tự chấp nhận những đòi hỏi của Tổng thống Trump, từ NATO đến NAFTA. Tổng thống Trump đang chuyển hướng toàn diện hệ thống tư pháp qua việc bổ nhiệm cả trăm quan tòa bảo thủ, từ cấp liên bang đến tối cao pháp viện. Mấy cái chuyện đồng tính, truyền giới, cầu tiêu chung đã biến khỏi mặt báo. Tất cả những chuyển biến trên nằm trong kế hoạch thay đổi tận gốc nền tảng chính trị, cũng như thay đổi luôn cả kinh tế, xã hội, ngoại giao Mỹ. Lật đổ toàn bộ hệ thống quyền lực hiện hữu, mang lại nhân sự mới, suy tư mới, không phải dễ dàng gì, nhưng giống như bất cứ cuộc cách mạng lớn lao nào, bước tiến của Tổng thống Trump cũng đầy chông gai. Chẳng những bị cản, bị đánh tới tấp mỗi ngày, mà chính ông cũng vấp ngã túi bụi không biết bao nhiêu lần. Sai lầm chính sách, sai lầm nhân sự, sai lầm giao tế, sai lầm chính trị, đầy rẫy. Nhìn dưới khía cạnh cấp tiến Mỹ, tất cả những gì Tổng thống Trump đã, đang và sẽ làm đều đe dọa sự sống còn của ý thức hệ cấp tiến. Do đó, họ tất nhiên phải chống đến cùng. Dễ hiểu, ngay cả đối với một số bảo thủ trong khối Never Trump, việc Tổng thống Trump cũng đe dọa tình trạng ổn định hiện hữu, có nguy cơ gây xáo trộn chính trị, có thể đẻ ra một trật tự chính trị mới ở Mỹ, đe dọa trực tiếp vị thế của họ, nên họ cũng chống Tổng thống Trump không kém, cũng dễ hiểu thôi. Về lâu về dài, chế độ lưỡng đảng của Mỹ hiện nay có thể sẽ bị lung lay mặt. Sẽ không phải là chuyện lạ nếu bất thình lình một buổi sáng tươi đẹp nào đó, ông Trump tuyên bố thành lập một đảng chính trị mới, vì khuynh hướng bảo thủ của ông Trump, một đảng mới nếu được thành lập sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho đảng Cộng Hòa. Đó cũng là lý do tại sao các lãnh tụ Cộng Hòa đang cố diệt họa Trump từ trong trứng nước. Một đảng mới của Trump cũng là mối đe dọa lớn cho đảng Dân Chủ, khi ông Trump lấy mất khối cử tri lao động và trung lưu, là những khối cử tri cố hữu và trụ cột của đảng Dân Chủ. Một hiện tượng rất thú vị là tay võ sĩ Trump này chẳng những bị đánh không gục mà còn lại trả đòn ra trò. Chẳng nể nang, chẳng theo chiêu thức bài bản gì ráo, mà lại đánh rất hiệu quả. Một vu chiêu vi tiểu bảo, một lăng ba vi bộ đoàn dự đấu với cả giới võ lâm. Dù vậy, kẻ này cũng phải khuyến cáo những người ủng hộ Tổng thống Trump không nên hồ hởi quá sớm. Cuộc chiến của ông này là đại chiến chống lại toàn bộ hệ thống cầm quyền establishment, chống lại 100% đảng Dân Chủ và ít ra 30% đảng Cộng Hòa luôn. Trong đó có các cựu Tổng thống Rush, cha và con, chống lại 90% hệ thống truyền thông, chống lại ít nhất 2/3 hệ thống tư pháp qua các quan tòa cấp tiến, chống lại một khối nhà nước ngầm, trong đó có hàng loạt viên chức cấp cao của CIA, FBI,
Bộ Tư pháp mà không ai biết rõ là lớn rộng tới đâu, chống lại 80% khối trí thức khoa bảng và nghệ sĩ cấp tiến. Cuộc chiến của Tổng thống Trump là cuộc chiến bảo vệ những giá trị luân lý, đạo đức, tôn giáo căn bản, được hậu thuẫn của khối dân lao động và trung lưu thấp cổ bé họng, không quyền hạn gì hết ngoài quyền đi bỏ phiếu. Cuộc chiến sinh tử này cực kỳ khó khăn mà bất cứ người nào khác Trump cũng đã bị diệt rồi. Ít ra thì Tổng thống Trump vẫn còn được sự hậu thuẫn rất mạnh từ các cử tri Cộng Hòa. Một điều mà không ai nên nghi ngờ. Bất chấp truyền thông đại chúng đánh như điên cuồng, hậu thuẫn của Tổng thống Trump trong khối cử tri của ông vẫn lạng vạng ở mức 85%, trong khi hậu thuẫn chung vẫn cao hơn mức của Tổng thống Obama cùng thời điểm này. Phải nhìn cho rõ, đây là cuộc chiến lớn hơn cá nhân Trump, vì Tổng thống Trump và các người chung quanh ông đang muốn làm một cuộc cách mạng đổi đời. Tóm lại, Trump là một đe dọa sinh tồn cho hệ thống cầm quyền Mỹ, dân chủ cũng như Cộng Hòa, nên bị đánh tứ phía là điều dễ hiểu. Cái khó hiểu đối với kẻ này là nhiều cụ tị nạn chẳng bị đe dọa gì, cũng về hùa, chạy theo ra rả chửi Tổng thống Trump, mà nhiều vị hiển nhiên chửi mà không hiểu mình đang chửi cái gì, tại sao lại chửi. Trong cộng đồng rất thiên hữu của ta, chốn chạy cộng sản và xã hội chủ nghĩa, đã có không ít người chạy theo cái đám thiên tả thân cộng trước đây chống lại Tổng thống Trump. Một phần vẫn bị ám ảnh bởi những huyền thoại Đảng Dân Chủ là đảng của người nghèo, của dân lao động, của di dân. Phần khác đã bị truyền thông đại chúng cho uống thuốc lú, quên mất truyền thông đại chúng đã từng bôi bác một cách thậm tệ nhất miền Nam và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong khi Quốc hội Dân Chủ cắt mọi viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa, dâng miền Nam của chúng ta cho Cộng sản Bắc Việt. Có một điều kẻ này rất lấy làm ngạc nhiên và thắc mắc, mà cho đến giờ vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác. Tại sao các cụ tị nạn chửi Trump ào ào mà hình như chưa có một cụ nào chịu phân tích và chỉ rõ những chuyện Trump làm có hại cho cộng đồng tị nạn ở những điểm nào, đến độ các cụ phải cuồng tín chống Trump quá hăng vậy? Như kẻ này đã chứng minh quá nhiều lần, chuyện Cộng Hòa là đảng các cụ da trắng nhà giàu và kỳ thị, trong khi Đảng Dân Chủ là đảng của nhà nghèo và di dân, là huyền thoại do phe cấp tiến xây dựng nên mấy chục năm nay hoàn toàn không thật trên thực tế. Ngoài ra, quyền lợi dân Mỹ và dân tị nạn nói chung tương tự ở nhiều điểm, không phải giống hệt nhau trên tất cả mọi phương tiện như diễn đàn này đã từng bàn. Một ví dụ cụ thể nhất, Tổng thống Trump đang tìm cách đánh Trung Cộng bằng đủ cách, từ kinh tế qua các dạng thuế quan, đánh trên hàng Trung Cộng, làm suy yếu kinh tế như thị trường chứng khoán Trung Cộng đã thể hiện rõ rệt, đến chính trị như tìm liên minh tới Việt Nam, Phi Lục Tân, Nhật, Ấn Độ, ngay cả Nam và Bắc Hàn, nhất là Nga để cô lập Trung Cộng. Những hành động đó hiển nhiên có hậu quả là làm suy yếu Trung Cộng vừa về kinh tế vừa về chính trị, ngăn chặn phần nào chính sách bành trướng hung hăng của Tân Đế Quốc Trung Cộng. Đó là một chính sách có thể có nhiều người Mỹ không đồng ý, nhất là các doanh gia Mỹ rất dè dặt vì sợ mất cái thị trường hơn cả tỷ người. Cũng có những người Mỹ không đồng ý với chính sách này vì họ cho rằng Nga mới là kẻ thù nguy hiểm nhất của Mỹ và muốn Tổng thống Trump phải liên minh với Trung Cộng để đánh Nga mới đúng hơn. Nhiều người khác chẳng cần biết gì về quan hệ Nga hay Tàu mà chỉ muốn kiếm cớ chửi Trump vì tính phe đảng. Thế thì các cụ tị nạn chống việc Tổng thống Trump bắt tay với Putin vì lý do nào? Nhưng đó là nhìn dưới con mắt của người Mỹ lo lắng cho quyền lợi của nước Mỹ, nhất là những người theo Đảng Dân Chủ là đảng của những Govern, Biden, Kerry, tức là đảng đã chủ trương phủi tay cho Cộng sản Bắc Việt chiếm miền Nam. Bây giờ, những người này có nhắm mắt phủi tay một lần nữa cho Trung Cộng chiếm luôn cả Việt Nam thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cho dù chúng ta mang quốc tịch Mỹ, có thông hành Mỹ nhưng vẫn ăn đồ ăn Việt, chấm nước mắm, nói tiếng Việt, mồ mả ông bà vẫn còn ở trên đất Việt, và quan trọng nhất, chúng ta vẫn mang màu da Việt, mang dòng máu Việt, vẫn ôm giấc mơ hồi hương. Ưu tư quan trọng nhất của chúng ta
vẫn là tiền đồ đất nước trước nguy cơ xâm lăng của Trung Cộng. Đây là ưu tư chung cho tất cả những người dân, không kể đám lãnh đạo đại tài. Có máu Việt trong người, bất kể là dân Việt trong nước hay Việt Kiều hay Việt tị nạn. Như vậy, có phải là chúng ta cần hoan nghênh tất cả những việc làm nào, những chính sách nào của Tổng thống Trump hay của bất cứ Tổng thống nào khác có thể làm suy yếu Trung Cộng, giảm nguy cơ Hán hóa của quê hương ta không? Dĩ nhiên, không ai ngớ ngẩn tới mức nghĩ Mỹ tăng thuế quan Hàn Trung Cộng là Cộng sản Việt Nam sẽ bị lật đổ và các lãnh tụ tự phong của cộng đồng sẽ về làm thủ tướng, bộ trưởng hết. Dù sao thì có phải chúng ta cũng nên mừng rỡ thế Tổng thống Trump có chính sách hợp tác với các nước châu Âu và nhất là Nga để làm suy yếu Trung Cộng không? Như vậy, tại sao các cụ tị nạn lại về hùa theo CNN đã kết việc Tổng thống Trump thân thiện với Putin để bao vây Trung Cộng? Các cụ muốn gì? Muốn cản Trump để Trung Cộng tiếp tục hùng cứ Biển Đông rồi mở thêm vài đặc khu, hy vọng cả nước ta biến thành đặc khu luôn. Kẻ này có cảm tưởng chỉ là chuyện về hùa mà không suy nghĩ về hậu quả. Vì khối dân tị nạn chúng ta thực sự chẳng có lý do chính đáng nào đánh Tổng thống Trump trong tư cách một dân tị nạn. Tổng thống Trump đã chẳng làm bất cứ chuyện gì có tính cách kỳ thị chống dân tị nạn chúng ta. Chưa một người nào bị trục xuất về Việt Nam, mặc dù đã có khoảng 12.000 người bị bắt từ thời Obama tới ngày bị trục xuất. Không có một sắc lệnh nào cấm di dân hay tị nạn Việt. Các cụ vẫn đầy đủ Medicare. Chưa một người nào bị cắt một xu trợ cấp bất cứ thuộc loại gì. Thế thì tại sao lại hùa theo phe cấp tiến trong cuộc chiến nội bộ của Mỹ để đánh Trump? Mà đánh Trump về tội gì? Vì cá nhân Trump không xứng đáng làm Tổng thống ư? Nhìn qua những tấn công của vài cụ tị nạn, ta có thể thấy ngoại trừ một ít cụ, rất ít, chỉ là một hai người bàn về chính sách một cách nghiêm chỉnh, đáng suy nghĩ. Còn hầu hết các tấn công khác chỉ là những chuyện lắt nhắt cá nhân, còn kiến thì chỉ nhìn thấy những hột cát. Nhận định về Tổng thống Trump có hai cách. Một, cách thứ nhất là phân tích các chính sách như giảm thuế lợi tức cá nhân và giảm thuế lợi nhuận công ty, tăng thuế quan hàng nhập cảng. Nghiên cứu xem kinh tế tăng trưởng hay suy thoái. Nhìn kỹ những cố gắng thu hồi hay cải tổ Obamacare. Cân nhắc việc kêu gọi NATO tăng ngân sách quốc phòng. Nhìn vào kế hoạch cản di dân lậu, xét lược bang giao quốc tế, thân Nga hay thân Tàu. Xem Tổng thống Trump đánh Tàu kiểu gì, rồi suy đoán về hậu quả của những chính sách đó trên cuộc sống cá nhân của chúng ta, của gia đình chúng ta, của cộng đồng tị nạn, của cả nước và cuối cùng cho cả nước Việt Nam chúng ta luôn. Cách thứ hai là chú tâm nghiên cứu xem gót giày của Melania cao bao nhiêu phân, đếm xem Ivanka bán được bao nhiêu đôi giày. Trump chào lại sĩ quan Bắc Hàn kiểu gì, khổ sở phân tích mấy chục chữ tweet của ông Trump, thống kê xem Trump tweet cái gì, mấy lần một ngày, cãi nhau với ai, trả bao nhiêu tiền chơi gái cách đây mấy chục năm, bị ai phản rồi rung đùi hí hửng gửi email tứ tung để khoe sự hiểu biết bao la thâm sâu của mình. Lựa cách nào, tất cả tùy sở thích và trình độ của mỗi người thôi. Sự tự do mà. Cái lạ là những người xỉ vả Tổng thống Trump về những chuyện mà họ gọi là nhỏ mọn, bẩn thỉu, chưa bao giờ nhìn gương để xem cách chỉ trích đó có phản ánh con người của chính họ không. Đối với kẻ này, bàn chuyện chính sách thú vị hơn, bới vết tìm sâu, đả kích cá nhân, tính tình và cách hành xử của ông Trump. Vì nói cho cùng, vấn đề là các quyết định của ông Tổng thống ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của tôi. Nếu ông giúp cho tôi có công ăn việc làm, cho tôi đóng ít thuế hơn, gia đình tôi trả tiền bác sĩ, nhà thương nhẹ hơn, cho gia đình tôi an toàn, bớt sợ khủng bố hơn, làm suy yếu Tàu Cộng để Việt Nam có hy vọng sống còn nhiều hơn, thì xin lỗi quý vị. Bà Melania mặc áo bao nhiêu tiền, ông Trump ăn bánh trả bao nhiêu tiền, tuyết lăng nhăng cái gì, tôi chẳng cần biết. Nói như Mỹ, who care?